Hello anh em ha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh cá cảnh của mình. Ngày hôm nay á thì mình đang cho cá ăn các bạn, cho cá ăn buổi trưa ha. Đó, này là bầy HB Retro của mình, bầy này là bầy đẹp ha. Còn nhiều bạn hỏi mình á là một ngày nên cho cá ăn bao nhiêu lần và chế độ ăn nó ra sao, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn á cái cách cho ăn của mình. Hiện tại của mình ha, mình đang sử dụng cái cách của mình, sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như thế đó. Đó, ok thì nó cũng rất là dễ thôi. Cá bể màu này nè, thì các bạn có thể cho nó bỏ đói về thử con cá bể màu á, là nó có thể nhịn đói được tới 3 ngày là khỏe dê ha các bạn, 3 đến 5 ngày là cũng bình thường, không có gì hết á. Còn về cái chế độ của mình á, là buổi sáng á, là mình cho ăn cám, còn cái này á là coi như là đồ ăn tươi sống đi. Một cử trưa á, thì bình thường là cho ăn một cái thức ăn tươi sống. Có nhiều bạn á cho ăn cử sáng là thức ăn tươi sống, còn mình á thì là cho ăn cử trưa ha, tại buổi sáng mình thường hay bận lắm, cho nên mình buổi sáng là mình cho ăn cám. Rồi buổi trưa á thì mình cho ăn một là bo bo nè, hai là trùng hoặc là Artemia. Nhưng mà nuôi như thế này á thì mình không có cho ăn Artemia được đầy đủ, chỉ có các con mình mới cho ăn được Artemia thôi. Để mình cho cái bầy này ăn xong cái mình quay cho các bạn xem. Có những con vây lưng nó rất là tốt luôn các bạn. Bầy này làm này để làm giống nè. Bầy này là cái chân này rất là tốt. Đó. Những con vây bùng nhìn như thế thôi chứ lên cái hồ xô thì nó rất là đẹp. Còn cái hồ bên đây á thì nó bị nước trở rồi nên mình không quay được cho các bạn ha. Bầy này thì mình chưa có tách. Cũng là HB Retro luôn. Nè, cho các bạn xem tí nữa mình cho các bạn xem cái hồ mình nó xếp nước này. Đây, cái bên đây á là cái hồ mình chưa thả cá ha. Lúc trước á thì cái hồ bên đây á nó cũng giống như bên đây nè. Nhưng mà sau một tháng thả cá thế là nó mình có che lại hết ha các bạn, nhưng mà nước của nó chuẩn bị lên tảo nè. Tại vì phân cá nó ra thì gặp nắng nữa thì nó sẽ lên tảo ha. Nè các bạn, nếu mà nuôi á, thì nước các bạn xử lý như thế này á, thì nuôi cá rất là ok ha các bạn. Nè phân ở dưới nè, cái vi sinh của nó làm gom cục cục lại đó. Có mấy con trùng ở dưới nữa rồi đó. Vi sinh của nó làm cứt của nó, phân đồ á, nó đông lại nè. Đó, vì là nuôi cá ổn ha, theo kinh nghiệm của mình á. Đó là nhìn như vậy là cái cách dễ nhất cho các bạn xem á ha. Đó. Thì các bạn cho ăn bo bo đông lạnh á thì nên bỏ một tí men vi sinh như là bát cộng vô để cho nó tiêu hóa tốt một tí. Nhưng mà cái chế độ của nó là khoảng một đấy, hơn một tuần đi các bạn. Khoảng 10 ngày. 10 ngày các bạn chăm một lần chứ đừng có ngày nào cũng chăm ha các bạn. Cái đó mình là quá lạm dụng cái vi sinh đó thì nó sẽ không tốt cho con cá. Thì các bạn cứ nghĩ đi, như con người mà một ngày nào mà mình cũng uống cái men tiêu hóa hết nó, ngày nào cũng sổ ra hết đó, thì nó cũng không có chất dinh dưỡng, nó không có hấp thụ chất dinh dưỡng được 100% nha các bạn. Thì các bạn nên lưu ý cái đó. Còn về bo bo đông lạnh đó, thì các bạn phải tìm một cái nguồn, biết rõ cái nguồn đó mình mới mua ha các bạn. Bo đặc biệt á, là bo bo trùng chỉ là mình phải tìm được cái nguồn nào mà uy tín, nhất là uy tín với lại sạch thì các bạn mới mua cái đồ đông lạnh được ha. Đây nè, thì mình mới tìm được cái nguồn đó mình mới dám cho cá mình ăn. Còn không á thì nó dễ bị, thứ nhất á là các bạn, nếu mà các bạn cho ăn trùng mà nó không được qua xử lý, nó không tốt á các bạn, là bảo đảm luôn là con cá của bạn sẽ bị bệnh liền luôn. Các bạn ngày qua ngày hôm sau là các bạn sẽ thấy nó khó chịu liền. Mà các bạn nó sẽ thấy nó khác. Đó. Còn bên đây là cái bầy lưng nó khủng khiếp không? Để mình cho ăn một dòng cá của mình xong rồi cái mình quay lại cho nó ăn xong hết rồi cái mình quay lại ha. Rồi các bạn lưu ý là các bạn cho ăn á, các bạn nên á, nếu mà bạn có thời gian nên dành ra 30 phút để các bạn nhìn coi nó có ăn hết hay là không ha. Nó có ăn hết hay là không, chứ không thôi là nó bị sẽ bị hư nước các bạn.
Nếu mà các bạn thấy nó ăn không hết á, một cái là bạn bỏ ốc táo vào, hai á là các bạn hãy hút ra. Nếu mà bo bo này á thì các bạn hãy hút cái đáy ra nó bớt, cho nó đừng có thú nước là nó sẽ không bị nấm con cá à. Với lại con cá nó sẽ phát triển tốt hơn nữa. Còn nếu mà các bạn không vớt vậy mà lỡ còn dư nhiều quá, nó sẽ bị tớp cái đuôi, tớp bụng, tớp đuôi rồi á, là nó sẽ gây ra rất là nhiều bệnh, gây cho con cá mình sẽ không có được đẹp ha các bạn. Ok, thì mình sẽ đi qua bên đây mình cho thêm vài hồ ăn nữa. Rồi mình đấy ha. Thì hôm nay mình sẽ cho ăn ngoài đây thôi các bạn. Ở trong kia mới cho ăn rồi. Ở đây cũng còn một bầy HB rác nữa này. Bầy này bầy mình chưa có tách chống máy ha. Bầy này thì khác như khác cái bầy kia. Cái bầy kia thì mình mới mua sao cho nên nó có ít. Còn cái bầy này là cái gen cũ của mình ha. Cái gen kia thì nó vây lưng nó tốt hơn. Bầy này cũng khá là dữ á. Đó, cái bầy này rất là đông rồi các bạn. Mình hết hồ tách rồi, không thôi là mình cũng muốn tách nó ra nữa. Chứ để vài hôm nữa thì mình sẽ tách nó ra. Chứ mình thấy như vậy nó còn ốm quá. Cho nó ăn ngày ba cử này. Đây mỗi buổi sáng thì mình dành ra khoảng 10 phút mình cho nó ăn cám. Cho nó ăn cám thì các bạn cho nó ăn vừa đủ thôi. Nếu mà các bạn nuôi thường xuyên á, là các bạn sẽ biết nó ăn bao nhiêu hết à. Là nó sẽ rất là dễ ha. Đây. Bo bo đông lạnh á, thì mình thấy nó là cái thức ăn tiện nhất. Vừa cho cá con ăn được nè, vừa cho cá bự ăn, nhưng mà không có bị mất thời gian các bạn. Nếu bạn ấp Artemia thì nó cũng mất thời gian, hoặc là bo bo kia cũng mất thời gian chữ. Còn mình là người mình là thiếu rất là nhiều, mình không có nhiều thời gian các bạn, cho nên mình chọn bo bo này. Nhưng mà vài hôm á thì mình cũng đổi món ăn cho nó. Đây là bầy két panda của mình ha, mình cũng cho nó ăn bo bo luôn các bạn. Đây còn qua bên đây nữa, bên đây là bầy cu nách con. Đây cu nách thì rất là nhiều ha. Bên đây cũng full lát nữa. Đây này có một số con HB Red Go sang bự rồi. Đó. Mình cho nó ăn vậy á. Thì mình sẽ bên đây cũng còn HB nữa nè. Và ngoài đây á, đa số là bị rêu hết bạn. Mình không có dọn dẹp thường ở ngoài đây. Cho nên mình cứ cho nó ăn vậy thôi. Còn ở trong kia thì mình để khi nào mà cá đẹp lên rồi cái mình đem vô trong kia, hoặc là lên hộp kính ha. Còn ngoài đây thì mình hơi bừa bộn chút xíu. Đó, những cái hồ nhỏ này thì mình thường có bỏ một cái con ốc táo vô, vỏ con ốc táo vô mình quan sát nó coi nó có bị chết không ha các bạn. Đó. Còn bên đây á có bầy cá con nè, này cũng HB Red Go luôn. Đó. Để mở đèn lên ha. Bầy này á thì là 3 tuần rồi, rất là đông ha các bạn. Mình sẽ tách bầy này ra nữa. Khoảng 4 ngày nữa mình sẽ tách ra. Bên đây là cá bự rồi. Cá này có lựa ra rồi, cá này để bán thị sinh chơi thôi. Nó bị tưa đuôi một tí các bạn. Còn bên đây là mấy con cá mái nè, nó rất là to luôn. Ở trong đây thì mình hơi thiếu sáng một tí ha các bạn. Đó. Mỗi buổi sáng các bạn ra cho ăn cá ăn rất là vui ha. Và cho ăn xong thì nhớ coi nó có ăn hết hay không ha. Mà thường các bạn cho ăn thường á là nó sẽ các bạn sẽ quen thì các bạn bóp tới đâu là các bạn sẽ biết à. Còn cái này là bầy rồng đỏ BDS Hắc Môn nè, cá say tơ ha. Cá này mới có dưới 2 tháng rưỡi, tầm 2 tháng 1 tuần thôi. Đó.
như đó thì hơi nhiều các bạn. Lỡ bóp tay, lỡ tay bóp hơi nhiều. Đó, thì cái chế độ của mình ăn á là sáng thì cho ăn cám, trưa thì cho ăn bo bo, còn chiều thì cho ăn cám nữa ha các bạn. Cám tôm bo hay cám thái cũng được. Có bữa thì mình chọn cám thái, còn có bữa thì mình chọn chỉ cho ăn tôm bo thôi. Cái nhà phía bên thì hơi ồn tí ha, bạn thông cảm. Còn bên đây á là bài hát bê lu ri bông. Có lộn con này bữa hôm Vinh vớt lộn. Lộn vô cho nên không sao các bạn. Lát nữa mình vớt ra. Cá con thì không có ảnh hưởng gì. Đó, cá này rất là đông luôn. Đó. Ok, thì mình sẽ con bên kia bắt HB Red Bull. Cá ngoài trời thì mình cũng hơi kỹ ha, mình cũng chú ý tí. Vớt khoảng 20% nước này với 20% nước mới. Chứ lỡ là xô nó cũng hay bị sốc lắm các bạn. Đó. À, đây ha các bạn, đây là cái bầy HB Red Bull của mình nè. Bầy này mình rất là tâm huyết ha. Coi cái bầy lưng nè, quá đã luôn. Đó, con này nè. Vậy lưng con nào nấy rất là bự ha. Đó, rất là tơ. Con cá này chỉ mới có 2 tháng rồi các bạn. 2 tháng hơn á. Hơn, có con bự hơn rồi. Rồi nó sao không biết sao nó bị gãy lưng rồi. Có mấy con bị gãy lưng. Để đó mà con này khá là đẹp ha. Đó, con này gây vây của nó thiệt là rô luôn. Đó, đây thôi để mình đem lên trên đây mình quay cho nó đẹp. Đây có con này nè. Đó, cái bụng nó ăn nâu cứng ngắc luôn các bạn. Đó, đó, thì mình cũng nhắc lại ha, tại quên đầu clip mình quên nói cho nên sợ đến cuối clip á thì ít có ít bạn nào nghe lắm, cho nên mình nói lại một cái nữa là chế độ ăn của mình á, là buổi sáng là cho ăn cám, buổi trưa thì cho ăn một loại thức ăn sống như là bo bo, trùng chỉ đồ á các bạn. Còn một cái cử chiều á là sẽ cho ăn cám luôn, một là cám tôm boy, hai là cám thái ha các bạn. Đó là cái chế độ ăn của mình thì hiện tại. Còn cái lúc dịch á, thì mình full cám tôm boy luôn. Thì mình thấy cá nó cũng lớn nhưng mà nó không có như bây giờ. Rồi có những con nó xếp ly kinh khủng không. Đó. Rồi thì cái clip của mình đến đây thôi. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới một buổi cuối tuần vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh cho mình với nha. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha.